Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha. Thì chào cả nhà. Đây, chào cả nhà. Đây, mày có mấy đứa em của mình nha cả nhà. Hôm nay thì có 5 đứa. Thì kiểu như hôm giờ mình mới về đi An Giang vậy cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm lại với một cái video mà kiểu như chung với mấy đứa em nha, một bữa cơm gia đình. Thì hôm nay mấy đứa thèm món gì mấy đứa? Anh Bin thì thèm một chút rau của mấy đứa. Em thì cái gì em cũng ăn hết á. Em thèm thịt. Thịt hả? Còn mấy hình bò bự nha. Bò thèm gì? Thịt thì chấm vô mắm tôm. Mắm tôm rồi phải có cà pháo. Ồ hay ta. Dữ liệu. Ồ món đó nghe cũng hấp dẫn á cái nhà ơi. Thì kiểu như món đó cũng được á. Thì để anh Bin giờ chắc anh Bin chạy đi mua nguyên liệu ha. Dạ. Thì mấy đứa ăn được cà sống không? Thì được. Cà sống được. Còn hào. Được anh Bin. Ở đây có khu qua luôn nè, chắc lát nữa bước khu qua đi quốc luôn. Không, cái này của nhà đây. Cái gì? Mà ở đâu cũng là nhà mà, nhà mình mà. Bốn bể đây rồi. Ok cả nhà, thì bây giờ chắc mấy anh em mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để mà về. Cái món thịt này kiểu như đơn giản, không có gì khó hết cả nhà ơi. Đó, thì bây giờ cả nhà, mời cả nhà cùng đi theo chung mấy anh em mình nha. U dữ. Đâu cho coi thử tấm hình coi. Có thấy gì đâu. Ủa, chưa mặt nè. Đẹp anh Bin. Ôi chụp cái kìa em. Quá đẹp. Ok. Bin. Hư chữ nữa rồi. Vì đây thịt chắc đủ rồi, cái gì vậy? Làm gì vậy? Đó, đây thì chuẩn bị nguyên liệu cũng đã xong rồi cả nhà. Thì kiểu như hôm nay thì nãy đầu video mình có quay thì có 4 đứa thôi, nhưng mà có My nữa nha. My chút nữa mình sẽ qua mình rước My về nữa. Hôm nay mình xay làm cái gì anh Bình? Đó. Em. Hả? Cái gì? Xay làm cái gì anh Bình? Xay này chút nữa lát nữa nấu canh. Xin nhật mình, xin nhật Sake mình sẽ tặng này nha. Sinh nhật Sake hả? Gói đồ nằm ngủ em. Ở đây thì mình có mua khoảng chừng 2 kg thịt nha cả nhà, 1 kg ba rọi với lại 1 kg thịt đùi ha mấy đứa ha. Tại vì có nạc với thịt với mỡ luôn, mình luôn hai loại luôn, ăn sẽ nó không bị ngấy. Còn ở đây thì có cà pháo nè, mua bao nhiêu đây cà pháo ăn chắc cũng ok rồi. Như đây là 30.000 nè. Còn ở đây là anh Bin có mua mấy cái loại rau mà cơ bản thôi nha. Đó, rau và cà pháo. Đâu. Đây. Ăn cái đi. Mua mỗi thứ một ít thôi, ăn cho nó lấy vị thôi cả nhà. Em ăn nước tương. Ok, thì bây giờ đi luộc thịt nha, rồi bắt đầu dọn cái ăn. Kiểu như hôm nay video mình làm đơn giản thôi cả nhà. Hổng gài đi mình cũng thèm một bữa cơm gia đình lắm cả nhà. Ủa mà quên, bữa giờ bên clip của Linh mình ăn cũng bữa cơm gia đình cũng hơi bị nhiều á. Nhưng mà hôm nay bữa cơm là do tự mình nấu. Bây giờ đang bắt cơm ở trong chổng á. Cái gì lẩu gì? Lẩu gia đình gì? Ở đây bữa nay thì sao? Không có na với Nam dạ. Cả nhà. Ủa súng vô rửa em, ngồi không em? Ủa, giỡn em. Rửa nha. Ở này là phải rửa sạch. Ê, cái cải này lát nữa để riêng cho nấu canh nha Hào. Ok. Thôi nấu trong nhà, lát nữa con nấu trong nhà luôn rồi. Lát nữa nấu trong nhà luôn. Thôi rửa cái sạch vậy nè. Sạch gian nó mới ngon. Rồi rửa ra sợi đau hết coi. Sao ạ? Ok, giờ mấy anh em mình rửa rau xong xuôi hết rồi sẽ bắt đầu luộc thịt chín lên, xắt thịt rồi dọn ra ăn thôi nha cả nhà. Món này không có làm gì cầu kỳ hết á, mình làm đơn giản thôi để mình ăn cái bữa cơm trưa thôi cả nhà ơi. Ok, let's go. Cái gì vậy? Mình thịt mình luộc chín xong rồi mình sẽ đem cái mình xắt nha cả nhà ơi. Đây. Thì ở đây mình mua thịt đùi với lại thịt ba rọi. Đó, hai loại thịt mình với bo xắt thôi nha. Còn cái cải này một lát nữa mình sẽ nấu canh. Đó. Món ăn đơn giản tội, nguyên cục thịt. Ừ. Xác cả nhà, cả nhà mới luộc nóng hổi luôn á. Mỏng hả? Tưởng là mấy này thật nhỏ. Hè hè hè. Được á. Hè hè. Đứng gồng đến bên đây ngồi đi mình. Cảm ơn em. Wow. Thôi, đây nè, My quay sát lại cái khúc cắt nè My. Mình xác mấy cái thớ mà vừa ăn thôi nha cả nhà. Đừng có dày quá, cũng đừng có mỏng quá. Nói chung là nó vừa vừa rồi được rồi. Quá đã. Cái này mình cuốn rau hả anh Bin? Đâu có, chấm mắm tôm với cơm em. Mình chấm mắm tôm được không? Không, em ăn nước tương. Ờ, vậy thôi nước tương vậy lát vô nhà. Mẹ không có ăn được mắm tôm được vứt rồi. Đây chỉ tiếp những người ăn mắm tôm thôi. Buồn quá kê. Đó thì Hào mới vừa vô chổng nè cả nhà. Đó, Hào đó kìa. Hả? Ngồi con ghế mà. Hai ghế. Nãy em lụm hai ghế. Quá đã. Đó, mình xắt thịt xong mình sẽ để nó ra ngoài cái mâm ngoài này nè. Đó, sớ sớ vậy. Thơm quá nè.
Ở đây là mình bắt cái một cái nồi canh lên, mình để méo bên đây nha cả nhà ơi. Đó, bắt cái nồi canh qua đây chuẩn bị sẽ mình cắt rau cải mình bỏ vô nha. Cơm nha. Okay. Đu. Đu liền thôi. Này mình ăn sashimi nha. Đây nè, đây mình xác còn cái cục này nữa là xong rồi. Trộn nguyên một mâm thịt luôn nè cả nhà ơi. Đó. Xác thịt bỏ vô. Hơi tại vì có món tôm á nên nó hơi có ruồi xíu nha cả nhà. Bên đẹp không? Sao? Như cái hồi đẹp quá. Quá đẹp. Như lóc xoáy. Biết gì mà đẹp. Thịt mỡ sớ rồi nó đều với nhau nhìn nó thích ghê. Nãy giờ làm lê quay mà trời chuyển mưa luôn, giờ thì bắt đầu chuyển mưa, nó bắt đầu sụp tối nó hết nắng rồi cả nhà ơi. Đây nè My, cắt cải nè, cải nữa chút nữa mà ăn bao nhiêu con này mình cắt đây nha. Đây nè. Rau này khỏi cần lặt thì để lát tụi nó ăn, tụi nó tự lặt đi hả My ơi. Cắt làm ba hả? Hả? Cắt làm ba. Ờ em muốn cắt làm mấy rồi cắt. Quá trời thật luôn. Ủa cái này có ăn không? Cái này ăn luôn. Ăn luôn, ăn cái đó ăn luôn, ăn nó bình thường. Ừ. Ngon không em? Ngon. Trời sao cái ngồi kỳ vậy? Phú vui đi em. Nãy giờ mình đang phủ vui nè cả nhà. Mình hả? Ở lần nãy giờ con đang phủ vui nè cả nhà. Ôi thịt còn nóng luôn. Người sớ. Wow, quá đẹp. Quá đã luôn. Ok, thì giờ xắt xong mình bỏ cải vô mình nấu sẽ dọn ra múc ban nha cả nhà ơi. Ăn nấu hả? Hả? Cắt bỏ vô chổng để ăn nấu canh đó nè, My ơi. Trời ơi. Lên đầu vào bếp. Không, mày tưởng ăn không. Cắt còn cực chứ anh. Hả? Nóng quá. Nóng. Nóng quá. Em bỏ vô luôn hả? Ờ. Bỏ vô luôn, bỏ đại vô luôn. Trời hôm nay mát hanh bịt. Mát trời, trưa sớm này nắng quá trời nắng luôn. Mà sao giờ tự nhiên bắt đầu chuẩn bị mỗi lần quay clip là chuyển mưa. Quá thật lạ thiệt chứ. Chuyển mưa à. Với lại gặp món này cũng đang thèm nữa cả nhà. Món này món hảo nữa. Một tuần em có thể ăn cái món này 5 lần. Ghê. Khủng gì. Ê, cái tô bóng tôm. Ê, tôm tôm nhìn hơi yếu ha. Rồi lát nữa làm. Nó ăn được món tôm bên. Hả? Không ăn được thì nét. Gì? Kì vậy? Ơi bỏ hết cải vô luôn rồi không mày? Rồi bỏ hết. Nhưng mà ăn được món tôm thì cứ thấy là món tôm. Thì sao? Mấy chuyện qua giống vậy. Ơi, mấy chuyện qua giống em. Ít là nó thúi vậy thôi em. Còn em thì... Ôi, sao muối không kìa? Quái. Hả? Gì vậy? Ờ, đẹp trai quá. Ai? Ai đẹp trai? Ừ. Ừ, hả? Anh coi thằng ấy kìa. Nó đẹp trai chứ trời. Quay cái mắt ra cho anh Bình nè. Chả anh Bình đó. Nó hớt cái đầu ấy nhìn đẹp trai thôi. Giống anh cu á. Ớt trời ớt chứ. Không anh cu mà giống gì. Cho hết ớt luôn. Bỏ ớt vô cài vậy mấy đứa. Giờ thôi. Để hồi trộn cà pháo nữa. Ừ đi. Cà pháo à. Làm gì đi em. Cái vàng đồ ăn của mình thì cuối cùng cũng đã kiểu như mình sắt rồi, mình chế biến mình làm nguyên cái nồi canh ở đây nè. Thì ở đây có pha hai chén mắm tôm nè. Đây, hai chén để hai bên. Một cái chén này là cay với một chén cay dừa nha, tại My không ăn cay mạnh được cả nhà ơi. Gì? Sao? Chén nào cay bên? Hả? Hình như hai chén cay như nhau hay gì? Đó thì bây giờ mình mấy anh em mình mời cả nhà cùng ăn chung với mấy anh em mình nha. Mời cả nhà. Sake không ăn được. Nước sốt tương thì mình ăn. Đi xe ra không? Ủa? Ăn được mắm, mắm tôm thì mình ăn nước tương. Bên nó lộn. Đó. Rồi cơm. Ủa? Theo dòng dạ. Mà sao Min đi giữa anh Min đi trước rồi? Gì? Anh Min có bao bít Min đi trước. Sếp mà. Sếp gì em? Nói gì kỳ vậy? Nào đá cái nãy nào đá các bạn ngoài vậy? Coi nè.
Đó, ở đây thịt thì kiểu như ở bên đây là thịt ba rọi nè, còn bên đây của mình là thịt thịt đùi á cả nhà nè. Đó, còn cái này cũng là con tử nè, kiểu như nấu dừa okay cả nhà để mình ăn chủ mình hết. Ăn thịt với lại cà pháo với lại mắm tôm. Em ăn thịt luôn. Ăn xôi. Gì hả? Đi đi á. Rồi ngồi mới cơm mới vậy nè cả nhà. Đó. Hơi ruồi xíu xíu nha, tại vì mình ăn cái mắm tôm thì bắt buộc phải có ruồi cả nhà ơi. Thôi thì xin phép mời cả nhà nha, cô mời ông bà cô chú cùng ăn với mấy anh em con nha. Ở đây của mình là mình ăn thịt luộc với mắm tôm nè. Mời cả nhà. Đây, mắm tôm. Cảm ơn thịt nha, anh Bin xin phép ăn trước nha. Đó. Không nô nô gì cũng vậy à. Chấm vô luôn đi. Chấm chén bên này nè, chấm chén bên này nè. Chấm chén bên này nè Hồng. Ủa, muốn qua hai chén rồi chấm chén kia rồi. Thì đó, chào tại vì làm nhiều quá nên phải múc một chén ra nè. Trời ơi, mình đã được. Con muốn chén cơm đẹp quá. Đã quá hả? Ăn được chưa? Đúng rồi. Con mời cả nhà ăn với con nha. Cái này. Mời cả nhà ăn cùng anh em tụi con. Mời cả nhà ăn cùng anh em tụi con nha. Mời cả nhà. Để cho chồng này sợ bò chấm. Bơm đi. Dạ. Cơm miếng tương rồi. Cơm chan miếng tương. Nội ơi. Thôi một cái nó đã. Cơm nó nóng. Mời cả nhà nha. Cho món tôm vô. Ôi. Ngon quá ngon. Ngon cùng tay luôn. Đây là cà pháo của mình đó các nhà. Có mỗi chút xíu đường nè. Nó kia là tẩu chút xíu đường để cho nó có chút xíu gia vị á. Nó cực kỳ ngon. Ngon quá. Cơm nó nóng mà ăn chung với thịt luộc. Nó đã. Cái mít nó cạo cái cổ quá ha. Cái nó cực kẹt quá ha. Cơm mà chấm được với mắm tôm là thấy nó ngon gấp 10 lần. Ừ, bóp cái áo này lại vô. Mình tỉnh em, rồi, ok. Tại vì khi mà mình làm một cái video vậy cả nhà, anh Thanh nó bị mất cái là nó bị ủ cái video đúng không cả nhà. Hình như mắm tôm mình ăn được 2 lần rồi đúng không Bi? Ăn bún đậu nè, ăn thịt luộc. Mình ăn bún đậu, quên bỏ đậu. Thế dữ mà. Đau hổ mà. Nóng quá. Không mở luôn á. Trời ơi mà. Ừ, thịt. Cơm nóng gì hỏi gì ăn. Ngon quá. Hợp nhau tới vậy nè. Đã. Có càng ngọt với càng ngọt ăn nè. Chỉ có hai loại trà đúng không anh Bình? Một là càng ngọt, hai là càng khác. Sao mà sống rồi. Chấm ngập ăn mới đã mới được. Nó chấm luôn luôn rồi nó vừa. Thử cái trái cái nổi nha. Cái đó mà. Áo mà nổi đi. Sao? Quá ngon. Bao là phiền tao luôn hết ăn mà. Thật ngon. Cà nổ ăn vô nổ mà cà pháo ăn vô pháo. Gì? Thịt lụng tôm là tính ra là cái món này là cực kỳ bắt cơm luôn, rất là ngon luôn, nhưng mà lâu rồi mấy anh em mình mới ăn lại cả nhà ơi.
không ăn thôi, ăn một lần làm ăn cho nó đã. Cái này là đúng kiểu một bữa cơm gia đình luôn. Bữa cơm đậm bạc. Ô, đậm bạc, nhiều chất đạm. Hơi bới với cơm cả nhà. Thịt cá đóng á, mấy đứa ăn rồi nha. Nóng quá. Cơm ăn kiểu người Nhật. Ăn cơm Nhật mà phải nói tiếng Nhật. Ngon quá bốc à. Chả. Kem á. Không cơm sao kem. Ờ đi biết. Ngon. Ngon hả? Hả một miếng tao cứ coi là biết liền cái gì. Ăn gì quá. Không ăn sao biết. Ăn mốt không ăn. Ăn được là mốt hả? Đi tới đầu của mày, có món tôm không? Có món tôm ăn nha, không có là không ăn luôn á. Gì nữa. À, ăn thử đi. Ăn một miếng thôi. Không được thì bỏ. Có, có. Ăn thử đi. Rồi. Có à? Hơi cay đó. Không cay. Được. Ngon. Dạ, sao biết ngon. Món này ăn mấy chén cơm nữa. Ăn bể rồi cơm tí. Ừ. Lợi quá. Ăn là bạc khí. Không phải. Ăn được nha. Món cầm đi. Ăn đi. Ăn cầm nha. Chắc mấy chén gì đó không kìa. Được, được, được. Cổng. Tụi nó khó ăn mà vậy, nó khó ăn thiệt. Mấy lần hơn, đừng coi cái máy chắc. Anh Biên mua bao nhiêu hạt mà nhiều ha? Nhiều không? 2 ký hả? Ừ. Ký nhiều quá. Hả? 2 ký quá trời nhiều. Cái gì? 2 ký quá nhiều. Hả? Ăn xong thôi. Ra sức khẩm gặp em. Mạnh quá. Ủa đã. Đó, mình thích ăn kiểu như thịt mà nó vừa có thịt mà vừa có mỡ giống như vậy nè cả nhà. Tức là ăn nó kiểu mỡ. Như nó cực kỳ cuốn luôn. Ăn mỡ cuốn à. Đủ rồi, cái đủ rồi. Thấy rồi đó. Ừ. Đảo quá. Can keo không? Keo rồi. Không biết nói chuyện hả? Cho xin miếng nhé. Ngủ khó đi rồi uống. Không ngủ à? Mời người uống nước nha. Cô em đây. Chú xong. Canh mình nấu thịt bằm nhiều lắm nha, ăn cho nó ngọt. Ngọt. Đã quá. Ăn thử miếng canh anh Bin nấu hay là ai nấu như thế? Ngon. Ăn canh y chang canh vậy. Là sao? Ngon. Có cái em nó ở ngoài.
canh á, nước nấu với rau này nó ngọt. Ngọt quá. Đã. Cái hàng chén nữa quá. Cái này làm phiền em. Ngại quá. Quá ngon. Chẳng hay chớ mà nó cay. Sao canh lại nấu thêm? Ngon. Ngọt hả? Ừ. Ngọt của thịt đó, chứ không phải anh bỏ đường đâu. Không mà bếp kiểu Nhật Bản. Mũi em. Cuốn rồi. Được rồi, vừa rồi. Vừa hầm còn chiên anh nữa. Mình ăn chén nữa chắc mình no cái nha. Ôi mẹ giúp hầm bấy nhiêu canh. Ừ, đùi nhiều quá. Tại đây nó nghe cái mùi tôm nó nồng quá cả nhà. Cái bắt đầu nó bu lại. Mình còn chịu. Chứ nãy để cái bàn, để ba cái đồ nó đâu có bu đâu cả nhà. Cảm ơn rất nhiều. Chẳng cộng gian nó thơm luôn. Canh bên nấu thật ngon. Canh mà lỗ mồ hôi luôn. Chưa? Đúng rồi. Ủa? Canh bên nấu vừa ăn ha đi. Vừa ăn lại ngọt. Thơm nè. Anh Bi không nói là anh Bi bỏ đường đâu. Ủa, nãy mình có bỏ con tôm khô không? Không, có bỏ thịt luộc hả? Có lộn mà lấy cái nước thịt luộc nó canh rồi. Với lại cái xay. Nó ngọt không? Cho khoái ăn lần cái cháo bị đỏ không? Kêu cho mi cho nước rồi. Hết rồi. Được rồi. Cay không? Cũng dừa. Cay hơn. Cay dừa đó không? Nếu mà cay lắm thì nó sẽ mất cái gì mất tôm. Không phải mất gì mất tôm. Nó cay quá mất đi rồi. Đủ, vừa đủ. Cái gì cũng gì. Làm đúng mấy cần nha. Làm đúng mấy cần đó. Làm đúng mấy cần. Lấy vợ thôi. Làm đúng mấy cần. Đây. Mời cả nhà chén cải xanh với lại thịt bằm với cả nhà. Nóng. Nóng hầm đi. Hả? Mê nóng quá. Đây là chả tắc héo rồi. Đôi mấy. Chẳng phủi nhiều quá, cảnh em. Cứ ngồi lâu lắm mới ngồi lại, chắc cũng cả tuần lễ mấy đứa mới ngồi chung lại với nhau ha. Mình đi An Giang gì mà. Bên An Giang Bình mua gì vậy? Mình đi về anh đi cũng mình đi ngay cũng đổ chỗ đó dùng sâu á nên không có bán gì hết. Nhưng mà đồ dưới quê giờ ở đây cái nào cũng có bán mà. Nên đâu mua đâu. Giờ đi xe đò nó nên lấy tới luôn nó không có. Đó. Rồi no luôn. Mấy đứa thấy no. No quá bê.
bữa nay cái video của mình đó kiểu như làm chỉ là một cái bữa cơm mà đơn giản thôi nha, ví dụ bữa cơm gia đình vậy đó. Thì ở đây có thịt luộc nè, canh cải xanh với lại thịt bằm, rồi có mắm tôm, cà pháo, rồi có rau sống nữa đó. Mình ăn kiểu như bây giờ cũng là trời cũng sụp tắt nắng luôn à, mình nấu hồi lúc còn nắng á cả nhà, nhưng mà sụp nắng luôn. Thì cái video của mấy anh em mình đến đây cũng khá là dài cả nhà. Nếu cả nhà thấy video của mấy anh em mình hay á, thì cả nhà cho mấy anh em mình xin một like, một subscribe nha, để mấy anh em mình có nhiều động lực để mà làm những cái video mà nó mới lạ hơn, để mà chất lượng hơn đưa tới cả nhà nha. Thì mới thấy video cái món ăn ngày hôm nay nó làm sao? Ngon, tại món yêu thích của em à. Trời. Không? Quá đã. Cái sao cái? Đơn giản. Thấy nó thì mấy cái món này thì thấy nó cũng đạm bạc, nó bình thường, nhưng mà nó đạm bạc là nhiều chất đạm á. Không có bình thường đâu, ngồi lại ăn chứ. Ngồi lại ăn chung với cả team nó gọi là vui. Dữ vậy sao. Còn Hảo thấy sao? Em thấy hả, em thấy món ăn rất là ngon nha, đặc biệt là thịt luộc á, vừa ăn nói chung là nêm nếm vừa đủ ăn, với lại ok ngon. Nếu mà cả nhà có muốn comment cái gì mà hay ho thì anh em mình sẽ làm. Trẻ kiểu như trong cái khả năng của mấy anh em mình thì mấy anh em mình sẽ làm để mà chia sẻ tới cả nhà nha. Thì bây giờ mấy anh em xin kết thúc video tại đây nha. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.